chờ diện mạo thật của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam mở màn SEA Games 31 bằng chiến thắng hủy diệt 3-0 trước U23 Indonesia làm nức lòng người hâm mộ. Nhưng cơn hưng phấn đó nhanh chóng bị phai mờ bằng trận hòa không đều với U23 Philippines. Những chiến thắng chật vật trước U23 Myanmar và U23 Timor Leste khiến sự lạc quan nhanh chóng thay thế bằng những nỗi lo. Dù có một sự thật ít ai để ý là mỗi trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo lại có một vài điều chỉnh với con người xoay vòng khác nhau. Thực tế lúc này, ngoại trừ thủ môn Văn Chuẩn thì tất cả 19 cầu thủ còn lại của U23 Việt Nam đều đã ra sân. Dù giữ sạch lưới cả 4 trận, nhưng khâu ghi bàn lại là vấn đề nan giải. Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận sự thiếu kinh nghiệm đang ảnh hưởng đến các cầu thủ trẻ dẫn đến những sai số khi cầm bóng, chuyền hỏng, mất bóng. Vốn là thứ không dễ sửa trong một sớm một chiều, ông Park cho biết, giai đoạn này chúng tôi không có đủ thời gian để khắc phục kỹ thuật được. Tôi và các trợ lý đang cố gắng hết sức để làm sao có tác động tâm lý để cầu thủ có thêm tự tin. Đó là cách chúng tôi cố gắng cho cầu thủ tự tin hạn chế khuyết điểm bộc lộ ra ở các trận rồi, ông Park cũng trấn an người hâm mộ. Hy vọng tối nay U23 Việt Nam sẽ có một diện mạo khác, sẽ chơi tấn công tưng bừng và sớm ghi bàn, chứ không để xảy ra những trục trặc như vòng bảng. Đánh giá về Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, U23 Malaysia thường chơi với sơ đồ 3-4-3, có những đường bật nhả và chuyền thẳng lên trên rất nguy hiểm. Nhìn lại 4 trận vòng bảng, U23 Malaysia ghi 9 bàn thắng và để thua 6 bàn. Điều này cho thấy họ có hàng công rất mạnh, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ có phương án tốt nhất để ứng phó cách chơi, khai thác điểm yếu của họ. Hiện tại, U23 Việt Nam đang phục hồi khá tốt về thể lực và tinh thần, tất nhiên nếu có thể thắng U23 Malaysia trong 90 phút thì quá tốt rồi. Tôi rất mong muốn điều đó xảy ra nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!